Ok, em xin chào tất cả mọi người ạ. Chào tất cả mọi người nhá, chúc mọi người buổi chiều luôn vui vẻ nhá. Ok. Chiều nay em và chị Dung sẽ đồng hành cùng tất cả mọi người giới thiệu những sản phẩm bên xe máy Hoàng Kiên, những chiếc 81 hơi zin, hơi đẹp 90 anh em nhá. Đẹp hàng nhá. Còn nguyên thớt rất là đẹp luôn. Rồi. Đặc biệt là bên đây em có một chiếc 67 hàng vừa mới mề anh em nhá. Rồi. Hàng đồ zin rất là nhiều đấy ạ, đồ zin rất nhiều luôn, từ Mayer ra máy. Đấy. Hàng Mayer trước Mayer sau. Đấy, đồ rất là đều đẹp, kể cả ghi đông anh em nhá. ZRX anh em nhá, ZRX 2011, vành đúc vành đĩa. Đấy. Giá cũng yêu thương lắm, em vừa mới mua. Click anh em ạ. Một Click. Rồi, giá có hơn 88 triệu rưỡi chiếc Click, rất rẻ anh em nào đón xem. Rồi. Một chiếc Jeep hàng 214, giá cũng hợp lý thôi, 9 triệu cho một chiếc Piaggio 214 của biển Hà Nội, Jeep trắng, Jeep Việt Nam là hợp lý rồi. Bên cạnh là một chiếc SH150, 2021 giá hơn 80, chính xác là 84 anh em ạ. Nhưng nó cũng là phù hợp với những cái mẫu 150 giá biển Hà Nội. Phía xa xa đây là những chiếc Way. Con 67 này giới thiệu chưa nhỉ? Vừa xong có báo con 67 không em nhỉ? Way Alpha anh em nhá, Way Alpha 100, bản 100 màu màu gì nhỉ? Màu cam. Màu cam. Rồi, đấy, nhưng mà là nhìn thấy màu rồi không nhận ra. Lên thôi, một chiếc lên màu cam thôi, biển 4 số mà. Đây là một chiếc Lead 2023 anh em nhá, chính chủ em vừa mới mua, 2.800 cây, rất là đẹp. Đấy, hợp lý phải chăng 35 triệu. Nozza nhỏ nhỏ xinh xinh. Nozza. X-Sai 135. Đấy, và những chiếc xe Way 100 kìa, Way 100 và những chiếc xe Vision bản thể thao anh em nhé, màu rất là đẹp ạ, màu xi măng. Đấy, để giới thiệu cho tất cả anh chị em những chiếc xe hiện tại đang có mặt trong kia vẫn còn đang Zip vẫn này, rất còn Nervix này và chiếc Grande. Đấy, rất là nhiều những sản phẩm đang chờ anh chị em. Mời các anh em. Ai chị em sẽ giới thiệu từng con một nha anh em nha. Đặc biệt là những chiếc 67. 67 trước cho anh em là đang có nhu cầu mua dòng chơi. Đấy, cà phê cà phao chơi. Ông chú, ông nói là đi từ Phúc Yên từ Vĩnh Phúc chính xác. Mới đây anh em nhá. Hưng Yên, bác lên Vĩnh Phúc rồi vòng về Hà Nội. Đấy, bác bảo mua 67 đi phượt. Anh em nghe thấy có đáng để xem không ạ? Trần Việt Anh chờ em một xíu nhá. Đồ zin anh em nhá, đồ zin này. Huy Nguyên màu cam. Chút anh ơi có rẻ đâu, con đấy rẻ đâu. Một chiếc 67 nhá, hàng đồ zin vẫn còn rất nhiều. Bộ Mayer này. Rồi. Nhìn anh em cùng nhìn cùng xem em rất đẹp. Rồi các cái đầu ốc này, bác giới thiệu là các cái ốc. 67 các cái ốc. Có hai cái anh Long Vũ cho em xin nhá. Sinh nha, cái tay nắm, củ và cái tay nắm là bác cái lên. Đấy này bác cũng bảo luôn vì để quài đèn sinh nha nó không hoạt động, bác ấy đi nhiều. Nhưng bác phải đầu tư hai cái củ mà nhìn nó cũng rất là đẹp luôn các bác nhá. Đây hàng cũng là đẹp này. Đẹp sẵn rồi, nhìn tổng quan cái xe nó anh rất là ok. Anh chị em mới vào cho em xin nút chia sẻ nhá. Anh em nhìn bình gốp này. Đây, đặc biệt là cái da máy này. Made in Japan. Made in Honda, made in Japan. Còn số khung đấy. Anh em nhìn số khung đẹp. SS50 anh em nhìn SS50. Bác cái sang tên rồi đấy, nên do bác sang tên nên là công an họ phải mài ra họ kiểm tra và số khung đủ tiêu chuẩn sang tên nên đây anh em nhìn rất cái đồ ngay đầu ốc này bô quả nhót anh em nhá. Đấy, anh em nào 78 AD 02419 rồi anh em thực sự đam mê những cái dòng Win xin lỗi 67 thì làm xem con này như mọi người nhá. Thi thoảng mới về được những chiếc xe 67 chơi này anh em nhé, trước và rẻ sau. Đấy, hàng nó là giá chuẩn là xe của 68. Đây, hàng để mua xe có chỗ để xe anh Phạm Mùi phải nên ra mang, nếu mà anh em đi ô tô phải để đến đầu chùa Hà anh ạ, anh Phạm Mùi ạ. Yên thì vẫn còn. Được. Anh em thấy quả 67 này thế nào? Hàng là được cái là ba cái tính năng là còn đi phượt được mà, đi phượt được. Anh em thấy chạy rất là chất, em cũng đã trực tiếp test rồi, cả thủ trước thủ sau đi. Bình thường những cái hàng 67 này em thấy các bác chủ yếu là kê là kiểu là ngắm, không tính năng đi lại nhiều, nhưng riêng cái hàng 67 này của bác chủ đi từ Hưng Yên bác cũng rất là quý cửa hàng Hoàng Kiên. Đấy, sau đấy là nghiên cứu bác cái phi lên bác cái bán, bác bảo trên đường còn ra Vĩnh Phúc xong bác mới quay lại đây nữa cơ, nên là để đi thì anh em yên tâm là đã được trải nghiệm, đã được test đi cả. 67 bao nhiêu thế Dung? Ok, 19.800.000 cho một chiếc 67. Đấy, hơi 50. Đấy, anh em nhá, máy vẫn đang nổ rất là ngon, gương liếc này nhìn rất là ok. Test chạy thì anh em thấy vẫn rất là thích. Dân chơi giờ chơi 67 là vừa được vậy gọi là rồi, hai khóa nhá, bác còn quảng cáo cả hai khóa này. Rất cái đổ ngay, yên tâm được. Hả? Rồi ok. Rồi, nhìn lại một lần nữa. Nhìn các cái đầu ốc, nhìn các cái đầu ốc nhìn nó có cái độ hồn đây. Xe nhìn nó vẫn còn cái nét. Có hồn anh em ạ, trông có hồn. Chính xác là từ có hồn. Đồ đạc này anh em nhìn cũng có những cái là phải dọn rồi, sơn rồi. Chứ không thể nói là zin được hết các anh em ạ. Hàng cũng là có những cái sự dơ nhất định. Cái vào em chào chị Đàn Mai, em đây chị ơi. Đều, được không anh em? Anh em đi được, chơi được. Đấy, rất nhiều tính năng trong một chiếc 67 kỷ niệm một thời, đúng không ạ? Chốt là 19.800.000. 19.800.000 nha anh em nhá, một chiếc 67. Đấy. Chất lượng nha anh em nhá. Bây giờ kiếm những cái loại này thôi nó cũng không có nhiều. Gọi là mua để anh em chơi cà phê cà pháo hoặc là anh à. Để đi cũng được, chơi cũng được. Đấy, kê ngắm, kê kiểu phòng trà, cán cà phê đều kê được hết. Hàng này kê nó đẹp anh em, nhìn nó có tính cổ điển. Lên chiếc 67, 68 là nhìn nó đã cổ sẵn rồi. Vâng, anh mua Z rồi mua ô tô đi cho ấm. Đúng rồi, các anh em mà có điều kiện mua ô tô thì em không nói làm gì rồi. Ra ô tô thì nó cũng hợp tình hợp lý mà. Nếu bây giờ mà để ra mua một con ô tô tầm trên 100 triệu là có ô tô rồi. Đúng ạ, nhưng mà vấn đề là nhiều khi anh em bất phải cần đến xe máy để mình giao lưu và mình đi lại. Cái trải nghiệm lúc nào cũng đi ô tô, đúng không ạ? Có con Zip đằng sau bao nhiêu tiền đấy chị? Pro Nguyễn, 9 triệu chị, thôi, cho chị 9 nhá. Triệu em nhớ luôn giá, nhưng mà tí em sẽ tả chi tiết. Thì anh Phạm Tiến Thắng LC, có con Dream Việt 29X3 42403 còn không chị? Sáng có khách cọc rồi anh em. Rồi anh Phạm Tiến Thắng LC. Khách cọc mất rồi anh ơi. Ok, tiếp theo là một mẫu 81. Hôm nọ là về chưa dọn dẹp gì. Hôm nay là em dọn dẹp lên xong rồi. Cũng sẽ là những cái giá hợp lý hơn nữa để cho anh em có nhu cầu chọn những cái mẫu 81 rồi 90. Hàng hơi 90 anh em nhé. Hàng đồ đạc xe càng rất là đẹp. 67 bao nhiêu tiền? 19.800.000 nha anh Lê Dũng nhá. 19.800.000. Điểm tin nha anh em. Rồi một chiếc 81. Em nổ máy cho anh em nghe cho nó. Anh hãy cho đằng sau cho em. Đằng sau chứ anh Kiên đằng sau. Vâng. Thớt gì? Ấn tượng với quả thớt 6. Quả thớt anh em ạ. Rồi nó cũng hơi lạnh mông đấy. Banh lại chán này. Rồi ngồi em nhớ ngày xưa mùa đông mà ngồi cái này là nó cũng hơi lạnh lạnh đấy. Đúng rồi, mùa đông. Cái trục nhá, các cái hàng xe cổ các anh em lưu ý cho em hết sức chú ý các cái đầu trục ốc đấy. Những anh em nào đã chơi thì chắc không phải thấy rồi. Đồ đạc mới quá này giật mình, nhìn nó phải có độ 5 tháng, nhìn nó mỡ ra. Ống thì quá đẹp nhưng mà thôi nó tương đối đều là nhìn là vừa vào mắt được. Rồi. Chiếc này thì hôm nay em để giá cũng hợp lý thôi. Rồi. Em mình là 31.500.000. Kim xăng vẫn hoạt động nha. Em nhớ trước em lại kim xăng hàng có sự mộc mạc nhất định nhưng cũng có những cái dọn nhất định, như một bên da máy này là có sự lướt rồi. Nó lướt tỉa một bên da máy. Đấy, một bên thôi, bên kia là cọt. Anh Trần Tuấn Khanh nhạc hay quá. Nhạc hay nên bọn em phải nói to hơn bình thường anh em ạ. Có chút gọi là nhạc nền anh em nhé. Hàng nhạc nền nó là phụ âm thêm để anh em xem nó đỡ buồn. BS bao tiền? BS nhà em có con BS bao tiền? Rất nhiều ạ. BS em có chiếc rẻ nhất là 17, chiếc đắt nhất là 21, 2005. Cũng có 3 chiếc BS cơ. Đều hàng máy 150 hết. Anh có thể để lại số điện thoại để hotline bên em gửi ảnh chi tiết cho anh. Rồi chiếc này là 315 nhá. Hàng là zin anh em này, zin này, hàng nắp tay nắm củ. Đấy, nó hơn cái 67 vừa rồi, anh em nhìn thấy cái độ zin của xe. 31.500.000 zin nha anh em nhé. Đấy, cũng là một hàng xe cổ, cũng là một hàng hiếm đấy anh em nhé. Hàng hiếm nó không phải là cái thớt này còn zin nó rất là quý luôn. Đấy, đồ đạc của xe lướt qua bên xe anh em nào có quán cà phê cà phao để như này vào quán cà phê để cái dòng này trông đẹp. Đè trước có lướt qua một chút đấy, còn lại càng là vẫn lướt còn này anh em này. Mayer cũng rất là sáng và vàng, vừa tầm tiền. 31.500.000 hàng vẫn zin. Đây là vẫn là zin, chỉ có rè và hiếm và một bên da máy thôi. Không được cái da máy con này đẹp đúng không? Đúng. Bên này lướt qua bên kia còn zin. Lướt qua bên này đẹp này. Đúng bên này zin. Rồi ok, 31.500.000 nhá. Anh em đang xem livestream cho em xin một nút chia sẻ mọi người nhá, để cho anh em tiếp cận những cái chiếc xe này để thị trường không có nhiều. Xe mới, xe đời mới em không nói ạ. Thế nhưng mà đời cũ thì nó không có nhiều. Nên mong tất cả anh em nếu mà đang xem thì cho hai chị em xin một nút chia sẻ mọi người nhá. Hoan hỉ ạ. Rồi một chiếc quay cá. Con này là quay đời đầu nha anh em nhé. Đúng rồi, lên bộ nhựa. Để cho em nổi anh em. Giá vừa tiền đấy, anh em nào có hỏi em đấy. Mấy anh em có thể hỏi xe quay bao tiền. Nó là xe quay cá đời đầu nha anh em. Ốp một bộ vỏ của xe 2016. Hai ốp của một bộ vỏ 2016 nhé mọi người nhé. Từ cái tem này. Rồi cái đăng ký là vàng đen bạc các anh em nhé. 210. Vàng đen bạc rồi cái đúng 210 anh em ạ. Hết xăng rồi, hết xăng. 10.500.000 dọn xong cho anh em, đang hết xăng một chút thôi. Con này nó không coi á. Rồi, chưa đặt cả cái dây le, thiếu cả bộ dây le nhá. Đây là nó 10 triệu 500 cho một chiếc Way A210. Thiếu dây le em sẽ bổ sung luôn, tí em báo với anh em kỹ thuật sẽ lắp thêm cái dây kéo le đầy đủ cho anh em nữa. Rồi. Hàng là có xưa xa một chút. Đấy, nhưng mà nhựa đây là nhựa Honda nhá, có vào nhưng mà là nhựa Honda. Các anh em yên tâm, không vào nhựa tàu để anh em chạy nó chắc chắn, nó không có rung lắc gì đâu ạ. Đấy, còn sơn tỉa là cái càng tiền anh em máy thôi. 10 triệu 500 cho anh em sử dụng một chiếc Way A, được cái đăng ký màu cam. Đấy. Anh hạ cái này nha. Đứng đây bên cạnh nha, đây anh Nhất đây. Anh Nhất đến bán một chiếc xe đá đen. Anh Hiền, anh Nhất có thể chào anh em trên này đi. Chào anh em trên cộng đồng mạng nhá. Hôm nay là hai anh em vẫn thì thầm mùa xuân nãy từ nãy giờ là anh Nhất để cho em Kiên một chiếc xe đá đen Việt Nam. Đòi năm một đòi 2000, đăng ký đòi 999, đăng ký năm 2000 đúng không? Đúng. Về Hà Nội. Đấy. Giấy tờ đẹp. Anh Nhất tả mua qua xe. Chủ đấy. Anh tả qua xe cho em ấy nào. Chiếc xe này cũng gọi là máy chạm rồi nhưng mà cái em nhìn cũng đều đều. Không, cái bò đẹp đấy. Đấy. Nguyên đấy, anh nhìn cũng như mà nguyên. Cộng mạng anh em chia sẻ bài cho xe con Jeep Việt Nam này. Giá nó hợp lý nữa, thì tầm mùa xuân này để cho anh em về với chủ nhân mới được đấy. Đấy. Rồi. Anh Nhất qua một thời gian con ốc lên con xe vào xuống, anh để cho em Kiên bao tiền con này đấy. Để chứ không giao lưu thì giao lưu với giám đốc Kiên thôi 15 triệu. Rồi. Hồi trước bán dân thế nạ này anh cứ nói luôn, anh bán em bao nhiêu, em bảo bán bao nhiêu lên sóng thì anh em cho vào biển. Anh để cho em bao tiền? Tóm lại là anh em mình thống nhất vào lên vào lại rồi. Khó cứ nói thật đấy. Để 14 triệu. 14 triệu. Thế thôi mua được mua không bỏ làm gì. Anh Nhất là mua của anh 14 triệu nhá, đời 2000 này, đăng ký chưa bao lần bị công an bắt này anh em này. Giờ cộng đồng mạng chia sẻ cho một con xe Dream. Bây giờ kiểm tra tới thời điểm. Con này được ảnh nó đẹp đúng không? Được cái ảnh nó đẹp. Quá đẹp. Làm gì? Đấy, nói chung mua sơn gì mộc bạc dân thì mua mộc bạc nhá, 14 triệu nhá, một con Jeep Việt Nam. Đấy. Tôi gương vẫn gì theo xe, rất là đều, xe dành cho xe này đi kiếm ăn thôi, không phải phòng khách đâu. Có vấn đề không? Anh xe chính chủ đúng không? Có photo. Có photo. Tối anh bán rồi, tí nữa anh bán đăng ký mới đi. Đăng ký. Trước mắt là cũng cảm ơn anh nhá, để cho em chiếc xe anh em giao lưu. Có gì xe ngon anh cứ để kia. Ok anh Nhất chào anh em như này đi. Xong chào anh em nhá. Chào VT bán nha. Một chiếc xe Dream Việt Nam đời 2000 nhá. Hợp lý rồi anh em nhé. Ai có thể mua về đi làm đi ăn đi chơi đi bời, rất là hợp lý. Mình để cho anh em này cho anh em là 17 triệu nhé. 2000. Nói thế thôi chứ cũng câu chuyện nó là đơn giản anh em đừng nghĩ là mình mua. Xe mà bảo là mình quân quyền mình đông. Zin đét này của nó nhá, sơn zin hết nhá. Chỗ này nhưng mà rất đẹp. Đầu chế chủng vẫn còn nguyên bản của nó ấy, nhưng có nghĩa là máy thì máy chạm rồi, có thể thay xăng băng cái gì rồi nhá. Máy để mình bỏ máy đây anh em nghe. Rất êm. Rất êm anh em nhá. 2000 đây anh em ạ. Dream 2000 nha mọi người nhá. Đời đời 4 triệu cậu anh em 3 triệu nhá. Đấy chương trình đấy anh em phải Nguyễn Văn Hiệp nhá. Cũng đừng vì thế mà mình giá cả nữa, nhưng mình mua bán rất là công khai nhá. Anh em cảm thấy ok được thì ok, nhưng mà thật sự thợ thuyền có thể mua được nhá. Thợ có thể mua là vẫn làm được đô củ nữa, không khó đâu. Đấy. 17 triệu nha anh em nhá. Một chiếc Dream Việt Nam đời đầu 2000. Trả lời anh. Đấy. Có ZX không bác? Anh Phạm Đông hiện tại là em đang không còn ZX anh Thiệp, rồi anh Nguyễn Hoàng Tùng mọi người 17 triệu đồng anh em nhá, một chiếc Dream. Hàng là về liên tục và cũng sẽ bán liên tục. Không kịp đọc không. Rồi tiếp theo một chiếc Lead anh em nhá, 2023. Đấy. Cũng là sau Bắc Giang anh em ạ. Hơn một tuần liên hệ, gọi là một tuần tỉ tê mới làm việc xong được với đấy. Chính chủ anh em nhé, trực tiếp của chủ mua từ ở quê, sau đấy anh em đi từ Bắc Giang lên đây để giao dịch một chiếc Led. Hàng là 2.800 cây, lốp ở cuối 2022, đăng ký tháng 1 2023, gáy 2023, đây thông tin xe, để em công bố đầy đủ hết. Hàng là sơn zin chủ còn đang dán cả ly lông anh em nhé, chưa bóc. Mới về anh em nhá, xe mới về đấy ạ. Gáy này là sản xuất 2023, anh em mua có thể kiểm tra cái tem gáy này, tem chuẩn 2023. Rồi. Chạy về km là 2495 cây. Rồi, chuẩn. 2495 chuẩn chỉ thôi anh em nhá. Zin hết tất cả gì. Chưa dọn rửa gì cả. Rồi. Chưa. Đây, cả cái chưa gì đâu. Chưa bóc ni lông. Chắc chút ở trong ngày hôm nay em sẽ tiến hành bóc ni lông. Lốp sau này, dầu anh gì. Em nào mà lấy thì chốt luôn cho em nhá, đỡ phải bóc. Anh em phải bóc mất mấy trăm nghìn nữa. 96772. Rồi, biển 98 Bắc Giang anh em nhé. Hai gương em mới để cẩn thận, gương lược đầy đủ hết, phụ kiện các thứ, sổ bảo hành, kỹ thuật an toàn đầy đủ hết anh em nha, bảo hiểm bảo hiểm đầy đủ hết ạ. Rồi, nó là mẫu mới nha anh em nhá, cùng là 2023 đầu năm có một cái mẫu nó là bản chưa được cái sụt này đâu, đây là mẫu mới nhất của 2023. Anh em nào xem có thể lưu ý nhớ cho em đây là bản mới nhất. Ok, 125 nhá, em chào anh. Hơn 2000 cây rồi. Hai gương đầy đủ, xe là dán ni lông cả xe. Chắc là để trong ngày 1 là bọn em sẽ tiến hành bóc ni lông vệ sinh dọn dẹp đẹp lên cho anh em. Vừa mới mua về là 33 rồi, cộng cho anh em 1.8 triệu mộc, 34.800.000 cho một chiếc Ablet 2023 2400 cây. Đấy, anh em nào có nhu cầu chọn những dòng xe lướt để đi thì chọn em này. Rất là đẹp để cái lốp. Rét rồi đấy, mặc áo khoác rồi. Zin hết càng này, ốc trục. Không có một, gần như là không một tỉ vết đấy anh em nhé, bóc ni lông ra là không một tỉ vết luôn. Rất là đẹp. Ok anh Quang Tuyến nhá, em chào tất cả mọi người. Anh em nghe vừa nghe bọn em giới thiệu xe vừa có tiếng nhạc đệm mà nó cũng tay sách nhá. Bọn em phải nói to hơn. Này đủ. Phải chủ giữ là 2400 cây. Vừa mới hết lốt đà mà anh em. 34.800.000 cho một chiếc Ablet 2023. 34.800.000 anh em nhá, phải rất là đẹp. Có 2400 cây thôi. Anh em nào đúng biển Bắc Giang thì con này thì hoặc anh em có nhu cầu chọn xe lướt thì chốt lát, chốt cho em lướt mà. Đây anh em nhé. Rồi, ok lên em ơi. Tiếp theo một chiếc Nozza. Màu vàng be nha anh em nhá. Hàng màu của Yamaha. Máy là 115, hàng có phun xăng điện tử FI. Tiết kiệm xăng. Ok anh Lê Cường nhá. Với Yamaha thường là sẽ bị chê trách ở tốn xăng, nhưng mẫu này đã có tiết kiệm xăng rồi. Càng zin, vành zin nên là anh em chạy yên tâm. Màu vàng be nó là một cái mẫu vàng màu mới, màu rất là sang. Từ Yên nhá, từ lòng nhá, nó cũng thiết kế làm sao mà nó phối với cái màu vàng rất là hợp lý, anh em có thể xem. Màu vàng be đấy anh em nhé, chiếc màu vàng be. Nozza nhỏ nhỏ xinh xinh nhá, cho tất cả các anh chị em gái mà đi những cái dòng này thôi, nó cũng là hợp tình hợp lý, vừa tiền ạ. Đấy, xe đã được dọn sạch dẹp sạch xe rồi, máy ngon lành anh em nhá, này máy zin này, nhìn nghe tiếng máy này. Đăng ký tháng 6 2013, đăng ký tháng 6 2013, giá em để xuống còn 11.800.000 thôi. 11.800.000. Rồi. Với cái số tiền hợp lý khung giá này, phân khúc này anh em gần như chọn những hàng FI là Nozza sẽ được lựa chọn đầu tiên. Đấy. Vision nếu mà 2013 các anh em lấy vẫn phải trên 15 triệu cho em mới lấy được. Còn Lead FI thì nhiều anh em chị em vẫn chê là kiểu dáng nó hơi xấu. Đấy, hàng Nozza này nó nhỏ gọn và xinh xắn, nó hợp lý hơn. Chạy Yamaha. Cốp cũng rất là rộng nha anh em nhá. Đấy. Mọi người thấy không ạ? Nhỏ xinh, thế nhưng mà cốp rất là rộng thì hợp mới lại chị em phụ nữ nhiều hơn. Với lại các anh em mà có khiêm tốn chiều cao một xíu. Biển Hà Nội. Đúng rồi. 24656. Cần cho công việc của mình nó cũng ok. 11.800.000. Rồi một chiếc X-Sai 150 nha anh em nhá. Đấy, anh em nào quả xe này nó độ cốc dầu hoành tráng nhá. Cũng chắc là do cái độ cộng với cái bô và cái thụt là có sự độ vào thay đổi kết cấu nên là xe nó chưa được đúng người, tìm được đúng người. Như vậy cái bản này nó cũng là một bản đắt vào cho em xin nút chia sẻ mọi người nhá. Em cảm ơn anh em rất là nhiều ạ. Rất là đẹp. Đây, độ cái thụt. Về phía chủ là mất tiền, nhưng phía anh em mua là lợi đồ độ. Nếu thật sự anh em đam mê đồ độ có thể cân đối trên này giúp em, đỡ phải vào tiền mà lại có sẵn xe đi. Anh em nghe cái nhá. Ông quay phim mà cẩn thận thụt đúng mặt. Rồi, ôi giời, mùi xăng. Exciter 150 anh em nhá. Mà hiện tại là đang độ lên quả bô. 2015. Đấy, bô độ này. Chiếc cốc dầu độ. Đấy. 2015. Đời đầu tiên của Exciter 150 nha anh em nhá. Xe này chắc cũng này cũng hợp lý thôi. Lúc mua là cũng gấu, cũng vào thời điểm đắt. Xe độ này tưởng là được giá, chắc là cũng anh em nào mua bên Hoàng Kiên mua là thấy xe độ thích hay sao mua gấu quá. Rồi, mua là 20 triệu. Ai ra? Mua 20 triệu. Mua 20 triệu anh em nhá. Rồi cũng 2015 chắc bán thôi em ơi. Cộng cho anh em 500, 2005 một chiếc Exciter hàng là máy chất đấy, chỉ lên cái bô và cái thụt. Nếu anh em có nhu cầu về dòng độ có thể cân đối chọn, đỡ phải vào đồ đấy. Vì bình thường 215 bây giờ anh em mua cũng phải xem giá này, lắp thêm đồ phụ kiện vào nữa thì nó phải là 22, 23 cơ. Nhưng chiếc này sẵn rồi thì anh em lấy đi luôn, điện cho em 20 triệu 500. Máy vẫn rất là chất, máy zin nhá, hàng máy zin. Anh Tiến điện Dream Việt đời 2000 vừa rồi lên 2 triệu. Ok không chị, con đấy đẹp đấy, thực sự con đấy giá hợp lý đấy, có 17 triệu là em nghĩ là con đấy hợp tình hợp lý. Vì nhiều khi anh em cũng cố gắng cộng giúp em, tại vì ở đây là bọn em nó là công khai rồi, nên ra là nhiều khi anh em cứ nhìn thấy là nó là 17 triệu 14 cộng 3, cứ cảm giác như là nó cộng 3 triệu nó cảm giác nó là to tát. Thế nhưng mà thực tế là bọn em mua nó là giá cả thị trường, nên là tất cả anh chị em nếu mà anh cộng với cái giá đây em sẽ gọi là lộc lá chứ lên may thôi mọi người nhá, nên là cân đối giúp em. Ok rồi, một chiếc 20 triệu 500 rồi, hàng là máy chất, máy zin rồi, không lãi 500 nhưng mà kê trong nhà cộng tiền dọn rửa nay chim chiếc khấu thì cũng là đỏ rồi ạ. Đỏ rồi, bán lỗ đi, bán lỗ đi em ạ. Con này nếu mà đỏ rồi 2015 bán lỗ 1 triệu. Ok, chị Dung chỉ đạo là bán lỗ nhá anh em nhá. Đấy, hàng để giá cho anh em mình là 19 triệu 500 duy nhất trong buổi live này, 19 triệu 500 một chiếc Exciter 2015, hàng máy zin, độ bô và thù thôi, đầu tư 15 nhiều. Thủy Báu giá cho anh em hợp lý 19 triệu 500, mua được Dream Thái nha anh em nhá, nhưng mà có con 3 số trong nhà mình ạ. Rồi có con nào biển 28 không anh chị? Anh Bình Dân có đấy. Là xe gì ạ? Anh em đang hỏi xe gì, hầu như là em cũng có bấm led, led có, Way có. Đúng rồi. Bình An. Con Future X hôm trước còn không anh chị? Không còn ạ. Có một rồi, anh đặt cọc rồi ạ. Trần Văn Nam Future X đẹp. Rồi, tại vì thực ra là nuôi lâu không lớn là bán anh em ạ. Cứ nuôi lâu không lớn là bán. Lỗ một tí được mình vào con khác. Rồi. Một chiếc Seedot nha anh em nhá. Tiếp theo một chiếc Seedot. Chưa được sự đồng ý của giám đốc, nhưng mà theo em nghĩ là em phải cân đối để rồi bán. Rồi, một chiếc Seedot 2019. Biển 21B1 89187, hàng là sơn zin bản GC bánh đúc phanh đĩa anh em nhá. Đây là một bản đắt của dòng Seedot, gần như đứng đắt nhất, cạnh tranh với dòng FI bánh đúc phanh đĩa. Nhưng mà đây là bản xe cũ thì dòng GC chế cơ sẽ đắt hơn cả FI. 2019 máy zin rồi, bán ra cho anh em mình bao dọn là 13 triệu 300, 13 triệu 300, 13 triệu 300 anh em nhá. Bản một chiếc Seedot 2019, bản chế cơ 2019, bản chế cơ chạy lại được bốc và thoát và chất hơn là cái bản FI, những cái xe cũ. Tất nhiên giai đoạn mới đầu thì vành đúc của FI nó sẽ đắt hơn đâu đó 1,5 triệu so với dòng đúc vành đúc của chế thường. Nhưng mà khi đã sử dụng xe cũ thì bản chế thường lại được anh em tin dùng hơn. Đây là cái nhu cầu chung. Có 67 không em? Anh hội phạm em vừa trong có còn 67 đầu tiên. Em 19 triệu 800 hôm nay. Đấy, đúng 19 triệu 800. Anh hội phạm báo nhân viên bên em gửi hình ảnh cụ thể cho nhá, nếu mà anh xem live sau. Rồi. Vâng, ok anh. 13 triệu 300 cho một Seedot 2019. Anh thêm 1 triệu được không? À, bán anh con Dream Việt thêm anh 1 triệu được không anh Cao Xuân Sơn? Anh ơi, cứ liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em đi, tại vì em cũng chưa biết là anh em đã báo cọc chưa nhá. Xe có giấy tờ. Anh Quốc Việt ơi, bọn em xe giấy tờ đầy đủ ạ. Đấy. Tất cả các xe bên em giao bán đều có đăng ký đầy đủ hết anh nhá. Đảm bảo an ninh tuyệt đối, bảo hành trọn đời về an ninh cho các anh em sử dụng xe. Rồi, tiếp theo là một mẫu Exciter 135. Hàng gần như bây giờ lại được lên được nhiều anh em lựa chọn, từ những cái mẫu 135 côn tự động, 135 côn tay, hay là 135 4 số của cái dòng đời 2009-2010. Em thấy rất nhiều anh em lựa chọn hơn là những cái mẫu về sau, đúng không ạ? Đây là một mẫu 135 nha anh em nhá. 2014. Hàng màu đen xám. Đấy. Rồi, con này Việt. Mua xong ạ. Vâng, 29L1 50132. Đấy, anh em thích chơi côn tay 135 bản có hơn 10 triệu thôi, thì làm cho em con này, cân đối cho em con này, có thể mình thay đổi và đổi xe mình đi, có thể mình con tay nó thay đổi xem màu thế nào. Đúng rồi. Đấy, nhiều khi anh em cân đối thích cái kiểu dáng của 135 nó nhỏ xinh xinh phố, đúng không? Đấy, mình xem con này cho em, gọi là lựa giá hợp lý mà. 13 triệu 500. 13 triệu 500 anh em ạ, đời 2014, đó là đời chót của 135 rồi anh em nhé. Hàng trắng rất là đẹp, biển Hà Nội. Chỉ vài hình cũng là chỉ trắng đã lên cái chỉ Sport, nhìn nó vuông vắn hết rồi, gần như anh em lấy về là đi thôi, cũng không phải đầu tư nhiều trên chiếc X135 này nữa. Giá tiền thì chỉ hơn nhỉnh ngang Way 2013 Way A bây giờ các anh em lấy cũng phải nhô 10 một chút. Đấy, anh Trần Đức Quang, Đức ơi, em không còn con ZX nào anh ơi, em không còn con nào anh ạ. Ok, theo dõi bên em nhé. Alpha biển Hòa Bình, Alpha thì hiện tại em đang không còn ạ. Alpha và ZX hai mặt hàng Alpha ZX đang không còn rồi, có nhu cầu. Hôm trước có con biển 28 màu xanh tím nhưng mà em vừa thấy nhân viên báo là bán rồi anh Bình Dân ơi. Một chiếc Dream Thái vừa tiền đây nhá anh em nhá. Vừa xong anh em nào hỏi Dream Thái tầm 15 đấy, triệu. Chiếc trước mà anh em lấy này, cho em chưa lấy được cao hơn thì anh em lùi lại lấy cho em chiếc này. Rồi. Cân đối cho em con này xem nó có hợp tình hợp lý với túi tiền của mình không nhá. Bởi vì nó cũng phải ưng mắt đấy anh em ạ. Nhiều khi anh em mua xe cũng phải ưng mắt. Tiền đã đành rồi nhưng phải ưng mắt. Con này mi đề hơi vã. Rồi em sẽ xử lý nha anh em nhá. Dream Thái biển 29, con này đời 1992. Vừa mới mua anh em ạ. Em vừa đây là cái chắc là chủ đi bắn vào bám gọi là bán sơn xi măng này đây. Làm là hết được anh em nhá. Tí nữa cho dọn là hết được. Bê tông. Cứ mộc mạc này để cho anh em mình là 12 triệu 500. Đấy, giá hợp lý 12 triệu 500 cho một chiếc Dream Thái. Cũng không có lai tạp đồ tàu đâu. Qua là đồ nó lâu năm rồi thì nó không được đẹp thôi. Có sơn tỉa càng Mayer rồi. Cái nan này cái vào cái còn nhưng mà cũng hơi dỉ han. Đây đầu bò cũng khô ráo. Nhìn kỹ cho anh em xem. Có sang tên cho người mua được không? Thực ra là sang tên bình thường nha anh em nhá. Nhưng mà tầm này nó đang hơi khó. Đang định danh định gieo nó hơi khó. Để anh em có mua thì phải từ sang tên anh em nhé. Tại vì ngày trước bọn em sang tên bao hồ sơ sang tên cho anh em đầy đủ. Nhưng bây giờ thì nó đang khó khăn thì mọi người phải thông cảm. Thì nó là khó khăn chung chứ không phải là riêng gì một mình nhà em đâu ạ. Anh Nguyễn Như Mậu, quay bao nhiêu? Này 1991 biển 29. Quay nào anh? Đầu máy 4 số máy. Giá để cho anh em mình là 12 triệu 500. Đấy anh em cân đối từ 15 triệu xem con này 12 triệu 500 xem chưa bao dọn mọi người nhá. Chắc là cũng chỉ đấy nó cũng được mà nếu cái đồ gốc của xe cũng... Tất nhiên là có sơn rồi anh em nhá, có sơn dọn rồi. Thì còn các cái bẩn bắn của xi măng hay là sơn này thì tẩy rửa là chắc là xong ngay thôi. Thôi nó cũng có 12 triệu rồi thôi. 500. Ít tiền, 12 triệu 500 nó ít tiền. Thì thôi anh em cân đối, mình có thể mình về mình sửa sang thêm mọi người nhá. Đấy, kể cả nhân viên bên em có thể thay thế và sửa sang cho anh em được mà mọi người có cộng công cho anh em là ok. Rồi. Tính đồ thôi ạ, tại em chỉ tính đồ thôi. Tiếp theo rồi, một chiếc Way 2015 đây. Vừa mới xong. Ưu điểm thì là máy zin 291 anh em nhá, giá hợp lý. Nhược điểm thì là chủ chắc là thanh niên cũng có cái sự gọi là đầu tư nghề nghiệp hay là muốn làm đẹp, muốn lên bản sần. Sần mất phần này, sần mất phần này và sần mất phần này. Anh Thanh Giang em có anh ơi. Có sơn lại cái đấy cái ba vị trí em chỉ nhá, đầu này, yếm này và dè trước này. Đấy, là lên sật. Còn lại là máy zin nhá, em kiểm tra rồi, máy zin 2015, ra máy này vẫn còn nhìn ok đúng không? Còn bên sau là được, sau là vẫn là zin, đem zin để chân vẫn còn. Xe 2015 đây. Chuẩn sản xuất 2015, hộp xích vẫn của 2015, vành Goxi, chân nan vành đều ok, không có han gì hết ạ. Biển 29B 56006. Máy ngon nhỉ? Máy căng. Riêng cái dòng máy 100 anh em ạ. Máy zin thì anh em cứ tự tin. Anh ơi quay cho em cái đầu bò bên này đi. Riêng cái máy gì? Đây em nổ cả máy cho anh em nhá. Đầu bò đẹp. Đầu bò mốc gì? Anh em nghe máy đâu? Rất là căng. Em nhìn cờ đây. Rồi, máy ở sau nó hơi bị dốc mất một chút, đấy là những cái nhược điểm. Ra máy có phải lướt lại một chút. Đấy là lửa đằng trên là có sự lên sần của cái bản đen. Là sao anh zoom lên cho em phát cờ này anh em nhìn còn như thế còn chưa nhìn rõ cờ. Đấy, ví dụ bình thường anh qua gần anh zoom lên cho em phát thì anh em sẽ nhìn được cái cờ ở trong. Đấy, tại vì nhiều khi anh em nhìn nó hình ảnh nó sẽ bị mờ mọi người nhá. Không nhìn được cái chất. Đúng không? Rồi, để ra cho anh em mình là 12 triệu 300, 12 triệu 300 một chiếc Way máy zin. Đấy, hàng máy zin anh em nhá, biển Hà Nội, xe chất. Rồi. Anh em lấy về nếu có nhu cầu thì về bóng lại cái bản trước, nếu không thì để vẫn bình thường, không phải đầu tư gì nhiều vì đúng là nhìn nó cũng không vấn đề gì đâu, vuông vắn chắc chắn, máy căng, đầu bò 4 ốc khô ráo. À đây còn cho cả cái nắp bình xăng anh em xem cái trong cốp nhìn nó rất là ok luôn. Rồi. Em là trực tiếp quay 100 anh em nhá, những dòng anh em 100 nhớ rất là nhiều anh em nhìn thích. Đấy. Grab chở hàng hay thích những cái dòng 100 chắc này em ạ, chắc chắn. Đúng không? Anh Nam Vũ. Xe ok mà anh, bọn em cứ xe nào chất lượng là em báo chất lượng. Đấy, còn con nào rồi. Phải dọn nào rửa thì phải làm cái gì là báo nhá anh em nhá. Chứ không phải đâu. Em bảo đấy, anh em có thể xem hoặc là cũng nghe những cái vị trí em chỉ đã làm có lướt thì anh em lưu ý cho em nhé. Rồi 12.300.000 12.300.000 rồi lên Zip nhá. Đấy chị nào vừa hỏi Zip. Rồi anh em vừa hỏi Zip đây, có Zip cho anh em luôn đây ạ. Một chiếc xe Zip nhỏ nhỏ xinh xinh cho tất cả. 2014 Zip Việt Nam. Biển xấu nhưng mà không xấu. Đấy để em giải thích. Xấu nhưng mà không xấu. Rồi Zip Việt Nam đã dọn dẹp ngon lành hết rồi. Rồi màu trắng anh em nhá, em nổ luôn cho anh em nghe. Đấy. 2010 máy thì rất chất. 24 ạ. 24 rồi, 24 Piaggio. Đây 2014. Rồi, biển nhá, biển phố. Đây. 41049. Nhiều anh em bảo 49 xấu thì số 0 đằng trước rồi, không xấu. Đấy là cứ dễ cho nó dễ dịch đúng không ạ? Em thấy nó cũng hợp lý về phong thủy thì 049 là không xấu. Đúng rồi. 049. Máy vẫn đang nổ ạ, trong suốt quá trình đang live đây. Mà bây giờ nó cũng định danh thấy biển số đâu đó cũng lại lấy lại biển mới rồi, nên là các anh em cũng không quá quan tâm về biển, cứ lấy xe đi lại sau có nhu cầu biển mình cái nào đẹp thì mình lắp vào xe này của mình. Máy ngọt lắm anh em ạ. Đây anh em nghe tiếng mà ngọt ngọt nhé. Chất 9 triệu đi đâu ấy, chị gái. 9 triệu Việt Nam đồng cho một chiếc Jeep 2014. Hàng đã dọn dẹp ngon lành hết lên rồi. Đấy anh em lấy về đổ xăng và chạy thôi, hết ở trong cốp này anh em. Vâng, em cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Hình thức thì là sơn si là có sự dọn dẹp nhá. Thì những cái dòng xe cũ, đây là sơn zin này, sơn zin của xe này. Đấy. Vẫn là sơn zin hết anh em, nhưng mà nó sẽ bị xuống màu theo thời gian đấy ạ. Đấy. Bên này là tỉa lại một chút. Ok anh Xuân Lơ, xe đi làm quá ok luôn, đúng rồi, xe đi làm nó đỡ tốn xăng. Chở hàng cũng được, đỡ tốn xăng. Rồi anh em nhá, một chiếc xe Jeep này 2014, máy ngon lành thành đào đây anh em ạ, biển 29C1. 41049 049 049 rồi. Zip đời bao nhiêu anh? 2014 anh nhá. 2014. Đầu máy là 400 của Piaggio là 2014 chuẩn rồi các anh ạ. Đấy, em cũng đã kiểm tra rất kỹ. Tem gáy cũng chuẩn 2019 rồi. Hàng máy chất anh em yên tâm. Nervix anh em nhá. Đấy, lại dành cho anh em loại cao to, đậm người của Yamaha nhé, một người bốc chất. Đi máy theo kiểu là vừa đầm vừa bốc. Đầm nhưng nó là còn bốc anh em ạ, vì dáng ngồi nó rất là đẹp đấy. Hết tăng đúng không? Xe của 2019 các anh em nhá, quá sờ mắt cây 2019. Chính chủ trực tiếp mua. Anh này anh cũng bốc được cái biển cũng gọi là 749, thất là mất xấu. Đấy nếu cứ phong thủy em dịch như thế không biết anh em thấy thế nào. 049 là không xấu, 749 là mất xấu. Lần sau hai con biển 49 em tách nha để chị còn đọc cái biển cho anh em. Rồi 29T1 83749. Đấy là đúng theo phong thủy thì em thấy 49 đến này chứ chị không chứ lại. Thôi câu chuyện biển thì anh em bỏ qua. Có Tạ Hoa ơi, rất là nhiều ạ. Mà tập trung cái máy của em, cả tay nắm zin, phím bấm. 9. Vision ạ. Ok Nguyễn Sơ Xuân Mai mình xem là Vision. Vision sáng mình like nhiều lắm. Anh em cốp rất là rộng luôn. Đấy, yên tâm anh em sử dụng rộng Nervix. Vâng, anh quá sờ mắt cây. 125. Hàng là xe đẹp, xe chất. Đấy, có cái biển nếu anh em lăn tăn lấn cấn thì cân đối thôi, em cũng trả thẳng đi. Anh em định danh về trả chủ mọi người nhá, không quan trọng đâu. Về định danh là trả 23 triệu. Nervix 2019 mà 23 triệu nó là giá hợp lý nhất rồi anh em nhé. Nó là sơn zin thì nó rất là đẹp, cái lớp sơn zin tem này, tem của xe hết. Đây cũng là sơn zin hết anh em. Lốp này còn theo xe cơ. Đấy, anh em nhìn cái lốp còn theo xe và lốp dày. Đúng không ạ? Ok anh Nhất Vũ Duy Hải lại 49 lại 49 ạ. Không sao anh ạ, mai sẽ bây giờ định danh trả về chủ rồi, không lo đâu. Chủ bây giờ có đơn báo về chủ thu hồi lại biển số cũ nha anh em nhé. Rồi quay gần cho em một chiếc màu xanh 2019 biển B Ba Đình ạ. Rồi 2019 những cái năm 2019. Tháng đầu tiên xuất hiện màu xanh tím than này, nó là cái màu hot, gần như là được đứng hot đến thời điểm hiện tại. Bây giờ màu xanh tím than vẫn có giá trị. Đã thất bát lại còn muốn đến khốn bố thần. Không anh em không quan trọng, anh em đi bên đạo và không mê tín không gì thì thôi làm cũng được, vì giá nó hợp tình hợp lý. Một chiếc Way màu xanh tím nha anh em nhá. Con này biển 29B2 tháng 10 2019. Đấy anh em nhìn biển đẹp đi ạ. 009919. Đấy. Rất là nhiều anh chị em đang thích những cái dòng Way vừa tiền để dành cho các con đi học, rồi là dành cho các con đi mình đi công việc, nó nhẹ nhàng, lượn phố lượn lách rất là nhanh nha anh em nhé. dòng xe ga nó to tiền hoặc là nó đi to xăng 110 đấy, 2019 màu xanh. Bây giờ chuẩn bị cho vào màu xanh huyền thoại rồi, tại vì rất nhiều anh em thích những cái màu xanh này. Từ 2023 bây giờ những màu xanh này cũng vẫn được anh em tin dùng và tín nhiệm. Hàng zin đẹp, anh em nhìn cái càng để thấy đấy, nguyên bản luôn đúng không? Ừ. Lốp vẫn là lốp của xe từ 2019 sơn zin. Vâng. 15 triệu anh em nhá, 15 triệu cho anh em một chiếc Way 2019. Hàng là máy zin. Sơn zin. Đây cái tem sơn zin này. Anh có thể quay kỹ lại lần nữa để cho anh em thấy. Cứ bảo là tại sao lại bảo sơn zin, vì nó zin thôi. Đây anh em nhìn luôn. Hàng để chân này cũng vẫn còn nguyên bản. Tại vì zin thì bọn em không muốn thay cái hộp biển này. Cái cao su để chân trước là đã thay này. Đấy, những vị trí thay. Còn đây là em đánh dầu thôi nha anh em nhé, chứ không phải là sơn lại. Đấy. Có cái lòng trong yếm này là có tiền. Đấy. Một chút không đáng kể. Ai lên cái lòng trong yếm thì hay treo đồ nó bị xước bạc bạc. Đây anh em nhìn nắp bình xăng, các cái rất là đẹp nha anh em nhé. 2019 ạ. 15 triệu. Rồi, biển Hà Nội, biển đẹp 919. Rồi, rất là ok ạ. Rồi anh Quang Huy đang hỏi là có AB 2023 đen nào không shop? Em vừa like một chiếc 2023 màu đỏ anh ạ. Màu đỏ được không anh Quang Huy? Đấy là giá. Màu đen thì 2022. Còn 2022. Rồi. Tiếp theo một chiếc SH anh em nhá, hàng 150 2021. Bản 150, 150 là bản cũng là nhiều anh em. Cảm ơn anh Xuân Lơ. Chơi SH chơi, lốp còn zin rồi, 2021. Và còn dày. Sơn zin rồi. Ốc trục này. Chưa mở đâu, trực tiếp là chưa mở, vẫn còn riêng zin mép luôn. SH anh em nhá. M1 đầy phanh này. Anh Trì anh em ạ, 2021 150. Đăng ký 2021 nhé mọi người nhá. 150 phanh CBS ạ. Hơn 6.000 cây. Chút nói gì chả hiểu gì. Hơn 6.000 km anh em nhá, xe đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngon lành cảnh đào cho em một vòng đi. Biển số 29M1 85957. Đấy, đồ đạc đều nha em ơi, tại vì bản 2021. Giá mới rồi nhá, là 84 triệu một chiếc SH, giá mới 150 rồi anh em ơi. Đấy. Đây này nữa. Chi tiết cho em một vòng. Từ các phím này anh em có thể xem nha, hàng chưa mở luôn. Đề nhiều mà, đi là phải đề nhiều mà nó không mở. 6.000 hơn 6.000 rồi. Lốp còn zin và dày, tất cả các phím, tay cùi này vẫn còn nguyên. Đấy, tay nắm và cùi còn zin hết. Yên này cũng nguyên bản, rất là dày dặn. Hai khóa đầy đủ. Hàng SH bên em chọn rất là kỹ lưỡng nên các anh em yên tâm. Đấy. Bọn em like nó là hàng thật như nào thì bọn em báo như vậy mà anh. Có cái tay xách là đẹp như nào em báo luôn ạ. Đây anh em. Tay xách là sơn lại. Có con Dream tầm 60 triệu không anh? Dream Thái hay Dream Việt à anh? Em có Dream Thái đấy, hơn 50 em có 2 chiếc cơ. Một chiếc 52, một chiếc 51, 2 chiếc. Hàng máy zin hết Dream Thái, đầu máy 816 và đầu máy 823. Đấy. Ok, chốt cho anh em chiếc này là 84 triệu. Hàng SH150 CVS. Rồi. Đấy. Tay sách thôi nhá, duy nhất chỉ tay sách sơn lại. Ba lại tay sách thôi. Còn lại là zin. Đấy, từ cái Oppo này anh em có thể kiểm tra lại. Hàng Oppo này vẫn là zin của anh xe. Anh Thương Hạ có xe Lead không thấy ít lên sóng rất là nhiều anh em ạ. Tại vì hiện tại là đang rất ở nhiều. Tầng anh có nhu cầu Lead đời nào có thể liên hệ lại. Có thể chiều mai hai chị em lên tầng 2 để giới thiệu những dòng xe Lead, Vision, ra lớp Lead 110, 125 và những dòng và còn Vec 3 lưỡi Liberty nhiều. Thật sự là bên em live thời gian vừa rồi cũng đã bỏ qua rất nhiều cái dòng Vec 3 lưỡi Liberty ở trên tầng 5, rất nhiều xe. Đấy. Ở dưới này đâm ra là các bạn dắt xe cũng chỉ dắt được một vài chiếc trong một dòng nên là không được nhiều. Mỗi một tầng bọn em rất là nhiều. Anh em xem rồi đúng không ạ? Buổi live sau nhiều. Sẽ lên trực tiếp các cái khu vực từng dòng một để phục vụ anh em. Anh muốn xem Dream Việt hay Dream Thái anh? Anh Đại Thắng. Một chiếc X-Sai 155 anh em nhé, bản đỏ đen trắng ạ. Cho em một vòng anh ơi, 7.300 cây. Đấy. Ok anh Đặng Đình Nguyên nhá. Những cái dòng này nó là bản mới rồi, 155 nó là bản mới rồi anh em nhé, lần 21. Màu đỏ đen trắng, biển 29L5 Từ Liêm anh em nhé, tất cả là sơn zin, máy zin này. Đấy, em mua về cái dòng này là hầu như là không để con này cũng tay sách này. Đây anh em nhìn này, bảo sao và anh em phải tả zin vì nó là zin thật. Đây anh em nhìn tay sách này zin nguyên bản luôn. Yên này chỉ đỏ cũng vẫn chưa bọc lại. Ok anh Lê Thắng ạ. Đô này vẫn còn, đây, anh em nhìn đây vẫn xước đây, vị trí lốp cũng là theo xe hết, để chân đây, nguyên bản anh em xem. Cổ bô này có vị trí này là có sơn, đúng vị trí này thôi. Da máy này còn nguyên đây. Tem là tem của nhà máy rồi đúng không? À cái gì Anh Thương à, muốn lấy đời nào ạ? Đời mới hay đời cũ ạ? Đời 110 hay là 125 anh? Nếu mà anh muốn lấy Lead ạ. Giá thì bọn bên em là giá công khai rồi, giá nó là giá hợp tình hợp lý rồi, giá cạnh tranh của tất cả các anh em rồi. Nên ra là anh yên tâm. Bọn em livestream trực tiếp là cái giá mà cạnh tranh cực kỳ là tuyệt vời rồi cho anh em ạ. Hơn 7.000 cây cho một chiếc Exciter 2021. Đấy, hàng năm anh tay sách vẫn còn nguyên bản. Rồi. Em chỉ rồi 35.800.000. 35.800.000 anh em nhá. Mới là 50 đấy. Mới là 50. Ok, Nguyễn Quyết nhá, chào tất cả anh em. Mọi người mới vào thì có thể cho em, hai chị em xin một nút chia sẻ mọi người nhá. Em cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều ạ. Một chiếc Grande màu xanh tím ạ. Đấy. Đây, anh quay một vòng cho anh em. Xe đã được dọn sạch sẽ ngon lành, xe vẫn đang nổ ạ. Con này biển 15 Hải Phòng nha anh em nhé. Đấy. Giá thì rất là hợp tình hợp lý. 2016 sao em ạ? 2016 sản xuất ở cuối 2015, nốp trước còn zin. Đây anh em. Đi lại đi được anh em nhìn em, cái tay sách này vẫn còn nguyên bản này. Rồi. Tem này là nguyên chưa anh em? Nguyên đây. Có duy nhất vị trí này thôi là có chấm chấm thôi nhá anh em, ra máy có một chút chấm chấm. Lốp sau là thay rồi, cái lốp sau lốp nào còn thì em bảo biển 15. Rồi. Phủ xi nhan sau vẫn zin đây. Cốp rộng anh em nhá. Cốp rất là rộng. Tem này vẫn zin. Sơn zin, lốp trước còn zin, tuần thứ 49 2015. Một chiếc Nozza Grande đang sản xuất ở 2015, đăng ký sang được 2016. Rồi. Đến từ Hải Phòng, biển 35. To, đẹp, anh em mà văn phòng, văn thư đều ok nhá mình mọi người nhá. Giá cũng rất yêu thương, hợp lý thôi, 17 triệu. Cốp rất là rộng đúng không ạ? Anh em các anh ấy mà hay văn phòng văn thư ấy, hay đi những cái dòng này. Đúng rồi. Thì cốp rộng nha mọi người nhá. Cũng rất là tiện. Dòng Grande anh em. Máy là máy 125. Chạy nó thoát máy. Trọng lượng xe nó sáng ra rất là cân đối. Ngủ dậy nhưng mà vợ một việc, các anh đưa các con đi học. Đấy, đồ các con cho trong cốp. Đấy, xong rồi chở hai đứa con đi học là ok ạ. Rất là nhiều anh em thích những cái dòng Grande này nha mọi người nhá. Không, ví dụ như là nhu cầu SH anh em chưa nhu cầu nó SH nó cao hơn. Đấy thì anh em mà cân đối cho em con Grande này rất là tiện lợi cho anh em. Rồi một chiếc Click anh em nhé, đời 2008 ạ. Màu trắng, hôm trước em có mua chưa dọn, hôm nay thì em đã dọn sạch sẽ đẹp giá rồi. 8,5 triệu cho anh em một chiếc Click. 8,5 triệu à? Giá rẻ, 8,5 triệu. Rồi, 8,5 triệu nha anh em nhá. Một chiếc rất hợp lý anh em nhá. 208 rồi, Click 208. Đây. 2008 biển 30F86078. Có màu đỏ và màu trắng vẫn đầy đủ để phục vụ anh em có nhu cầu lựa chọn những mẫu xe của Honda, xe ga, máy 110, xe nhỏ. Hàng đã dọn dẹp ngon lành hết rồi, để cho anh em mình là 8,5 triệu. Rồi, anh Thỏ Lê đang hỏi là con có 81 nào không em, có con 81 có đấy à? Em vừa like một chiếc 81 31 triệu 500. Anh em nhé, 31 triệu 500 con 81. Click là 8,5 triệu nhá. Anh em nào có nhu cầu thì chọn cho em chiếc Click dọn dẹp ngon lành ok hết rồi. Rồi một chiếc ZRX. Đấy, nhiều khi nhìn nó rồi mà không đọc được ra. Hàng là mộc mạc em vừa mới mua về chiều hôm nay thôi. Xe được cái bản vành đúc, có xước sát một chút, Đây vành đúc, máy thì chạm rồi nhưng mà máy căng, để báo cáo anh em luôn như thế. Rồi, ZRX đầu to, đầu nhọn anh em biết, đời 2011 đấy ạ. Đấy, vành đúc anh em nhá, vành đúc. Đây, nổ máy anh em nghe nhá, máy vẫn căng được. Càng đen đấy. Căng luôn. Biển cũng tươi, 29E107698. Đây, tem này là tem zin của xe. Cổ bô thì nó thiếu mất một cái ốp bô nữa. Đi ăn đi làm mọi người nhá. Xe đi ăn đi làm. Đồ sần này là đã từng sơn lại rồi. Đây, xước mặt kính này là có đây, hàng mộc đây. Chuẩn mộc để anh em cân đối, chưa dọn dẹp cái gì cả. Đang nổ nhá, vẫn đang nổ anh em nhé. Cái là máy căng, vành đúc, đời 21, biển Hà Nội. Anh em miền núi rất là thích những cái dòng ZRX đời này. Rất thích cái dòng ZRX đầu nhỏ đời này, 2010 đến 2009, 2012. 6,5 triệu rồi, cộng cho anh em mình 1,5 triệu thôi. Đấy, em vừa mua 6,5 triệu. Vì máy nó căng mà lại vành đúc bản biển Hà Nội anh em ạ. Không mua được rẻ. Trả 6,5 triệu là hợp lý, cộng 1,5 triệu chưa dọn nhá. Hàng anh em nếu đầu tư thay cho em cái mặt kính, vào thêm em cái ốp bô, chắc chỉ có vậy thôi đúng không ạ? Còn lại các cái xước khác thì theo em để nguyên cũng được, vì chủ là cũng đã có những cái sơn nhất định, sơn sần này, sơ lướt qua phần này rồi thì thôi anh em về, không phải Hoàng đầu tư gì thêm. Hoàng Tích Chỉ đẹp quá, mình rất là thích. Cho tôi địa chỉ. Anh ơi, hiện tại địa chỉ nhà em là Năm Mai, Phố Chùa, Cầu Giấy, Hà Nội nha anh nhé. Anh cứ check đến Năm Mai, Chùa, Cầu Giấy, Hà Nội, đó là ở chợ xe máy luôn ạ. Đường Cầu Giấy ạ. Có là có Click không bạn? Em vừa quay Click đây anh Tài Nguyên ơi, vừa con Click vừa xong. 2008 màu trắng em vừa bán 8.500.000. Xe đã được dọn đẹp sạch sẽ rồi. Anh Tài Nguyên nhé. Rồi một chiếc xe Dream Việt Nam. Đấy. Dream Việt Nam đời đầu. Rồi. Máy zin nha anh em nhá. Chiếc này là được cái máy zin. Biển vẫn là câu chuyện của biển 4929H83149. Đã từng like chiếc này một buổi rồi. Anh em nào có nhu cầu xem thì đã từng thấy. Hôm nay em sẽ hạ giá máy zin. Rồi. Có lướt qua cái càng trước này rồi. Đây là vị trí. Còn lại là sơn nhựa vẫn còn anh em nhá, sơn nhựa này. Đấy. Zin Việt Nam đời đầu anh em nhá, máy zin ạ, tem vẫn còn zin theo xe. Đồ đạc anh ơi, quay gần cho em anh ơi. Quay gần cho em, chậm cho em này, ra máy zin này. Đấy. Càng hộp xích nha anh em nhá, zin luôn ạ. Tăm nan đều vẫn còn tăm nan chỉ ngày xưa nhá mọi người nhá, đời đầu. Đấy, tem vẫn còn zin theo xe này, anh em nhìn cái tem này nó là tem cũ ngày xưa, nó hơi tăm tăm, hơi bị xước xước một tí nhưng không tránh được đấy, cũ mà. Đấy, biển 29H1998. 3149 anh em, mai sau về định danh thoải văn mái. Không thích thì cứ để thế mà đi. Máy zin anh em nhé. Đây, em quay gần cho em từ từ, quay từ từ. Đây, vẫn tầm nàn vẫn cũ theo xe anh em nghe tiếng máy không ạ? Đấy, bồ bè. À, bồ. Gossi. Đấy, tem này, tem vẫn zin nha mọi người nhá. Chất lắm anh em ạ. Ra máy zin Việt máy Thái này, quay cho em gần cái đầu bò anh ơi. Rồi, quay gần cho em cái đầu bò. 21.500.000. Đấy. 21.500.000 một chiếc Dream đây, mặt trước anh ơi. Máy zin anh em nhá. Rồi, mặt. Đây, anh em nhìn này. Đấy, từ cái củ này, đẹp không? Đây, từ ngày xưa này. Anh em nhìn này. Đấy, thấy không? 21.500.000 một chiếc Dream Việt Nam đời 1998. Đấy. Thế này cái dòng này không phải ai cũng bỏ tiền ra 20 mấy triệu để mua dòng này đâu, nhưng em nói thật. Đây zin này anh em nhìn này. Dòng này đi mới sướng anh em ạ. Dòng này đi mà máy nghe nó quên thích. Rất là thích những cái dòng này luôn anh em nhé. Đấy. 21.500.000. Rồi, cho một chiếc Dream Việt 1998. Đặc trưng máy Thái chạy rất là chắc. Anh em máy thích không? Tâm tiền hợp lý. Máy thích nhỉ? Rất dòng này đi chắc. Rất là thích. Con này lấy cho ai rồi sẽ? Ai rồi mà? Đức đã bảo là hẹn anh em vào sáng mai đúng không ạ? Để hoặc là chiều mai thì em và chị Dung sẽ tiếp tục đồng hành cùng tất cả mọi người. Những cái xe nếu anh em có nhu cầu có thể lên comment để lại nhu cầu để hai chị em biết để rồi, cập nhật. Anh em đang lên rất là cao anh em. Quá. Rồi để em đọc vài comment của anh em nhé mọi người nhá. Đấy, toàn rất là nhiều anh chị em. Bao tiền con này anh? Rồi, vâng, mình sẽ về Hà Nội lần theo địa chỉ anh Hoàng Tích Chỉ. Anh ơi, vâng ạ, anh cứ qua địa chỉ Năm Mai, Phố Chùa, Cầu Giấy, Hà Nội. Vâng. Anh đánh vào xe máy Hoàng Kiên nhé mọi anh nhé. Và nhân viên bên em đều đeo thẻ tên Hoàng Kiên. Anh cứ vào trực tiếp văn phòng hoặc ở đây. Các bạn nhân viên bên em đều có thẻ hết ạ. Ở bên ngoài thì để đón tiếp anh em, phục vụ tất cả các anh em. Con có con Way biển 90 không em? Không còn ạ, em còn các máy 110 của tỉnh khác như biển 98 là em còn này. Vâng. Em nhớ một vài biển nhưng không có biển 90 ạ. Đấy, rất là nhiều những anh em đang xem. Nhưng mà thôi cũng có lẽ là cũng muộn rồi, nó cũng tối rồi. Sợ quay nó không đủ độ ánh sáng để cho anh em cùng xem. Đấy, hẹn anh em vào buổi trưa ngày mai, vào 10 giờ trưa ngày mai nhé mọi người nhé. Chúc anh em một buổi tối luôn vui vẻ ạ. Anh em mà có những chiếc xe nào đẹp thì có thể liên hệ trực tiếp với bên xe máy Hoàng Kiên. Hoặc anh em mua những chiếc xe đẹp thì có thể liên hệ trực tiếp với anh em bên em. Gửi hình ảnh cụ thể và báo giá cho anh em luôn nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.